Hi, anh kính chào tất cả ông bà cô chú và anh chị em. Cũng cuối tuần thì không biết là mọi người có đi đâu chơi không? Nhưng mà thì anh thì thấy anh Ba với lại chị Trang Lê với lại Denise với chị Rose Mã họ đi chơi rất là vui cuối tuần vừa qua. Họ cũng có một cái cuộc gặp mặt cũng là đó, thật sự ra mình nhìn vào thì cũng thấy những anh em, những người mạnh thường quân rồi những anh em YouTube làm chánh nó mình nói là về đề tài tự do phải có những cánh chánh kiến rất là hay. Họ họp mặt với nhau, họ có những câu chuyện trò chuyện thì mọi người có thể vào xem chi tiết ở bên kênh của anh Ba Bắc Cali. Một cái chương trình giải trí cũng vui, rất là vui, những cái sinh hoạt của những anh chị em cũng như là những người mạnh thường quân cùng nhau gặp mặt, cùng nhau ăn uống trò chuyện, để mà mình nói là giúp ích, đưa ra những cái hay để giúp ích cho cái xã hội của mình. Thì bên cạnh đó anh thì cũng thấy rất là nhiều những cái chương trình sáng nay của chị Công Tâm, chị Sao Mai cũng có rất là nhiều video, cũng như bên cạnh đó là chị Trang Lê ra cũng rất là nhiều video nói về những cái sự sai trái, vạch mặt ra những cái sự giả dối của những cái thành phần YouTube bẩn cũng như là đám từ thiện, mình nói là cảnh giới từ thiện đi. Hiện tại cái đám cảnh giới từ thiện rất là nhiều nha, từ cứ như là một chúng giả, từ khán giả cho đến những cái YouTuber hàng bét lên nói chuyện hoàn toàn không có một cái chánh kiến gì hết. Thì ngày hôm nay thì sẽ có sơ sơ chắc thì cũng nói hai cái đề tài chính và một chút xíu về đề tài phụ. Thì cái đề tài phụ anh thì sẽ cho đi vào phần đầu ngày hôm nay. Thì đề tài phụ là một cái nói về một cái kênh YouTube làm thiện nguyện ở tại Bắc Cali hiện tại đang bị tấn công bị cái đám khán giả, mình nói là cái đám khán giả cảnh giới đó, cũng như là những cái thành phần cảnh giới chó ghẻ đang tấn công vào cái nhân vật làm từ thiện này. Cái đề tài thứ hai là nhân vật hai hàng và đề tài thứ ba là hàng Cali. Chắc không biết là nó có dài hay ngắn thì anh cũng không biết nha. Tuy nhiên ngày hôm nay anh thì ráng tranh thủ nói thật đầy đủ chi tiết rõ ràng, cộng thêm dẫn chứng để cho mọi người được thấy. Thì trước khi vào ba cái đề tài đó nói sơ một chút xíu. Hôm nay á, thấy cái hình ảnh danh sách giỏ, cái đó không hề oan. Họ nói giống như hôm qua danh sách giỏ có nói một câu gì nè, là chị Công Tâm phải lấy video xuống. Danh sách giỏ sai lầm rất là lớn, bởi vì danh sách giỏ chính là người đàn ông, đúng, chị nó là nhục nhất thế giới. Bởi vì á, cái bản thân của mình đi lên video của Hằng Kali rất là nhiều lần và nói xấu về người khác cũng rất là nhiều lần, đã từng nói xấu về Andy cũng có, Trang Lê, chị Trang Lê cũng có, nói về những YouTube này bờ này, những YouTuber kia đều có mặt của người đàn ông nhục nhất thế giới này hiện diện và nói xấu vào, đều có nói cả, có hình ảnh, cho nên không có tư cách gì mà để mà nói là người ta phải lấy hình ảnh xuống hăm dọa người khác, cái đó là hăm dọa bậy bạ ha. Mình không có hiểu luật ha, mình không có hiểu luật về YouTube đâu và cũng không có lấy gì được đâu. Em đi bỏ cái hình lên đó có gì á, báo YouTube tức thử coi có lấy được xuống không nha. Em đi không, em đi nó thật sự ra danh danh mình nói danh sách giỏ đúng ra thật sự ra thấy dám hàng chút nữa anh đi sẽ đi sâu vào cái vấn đề của danh sách giỏ là bị con hàng nó chửi mặc váy như thế nào, và người đàn ông bị mặc váy là danh sách giỏ nha, ngồi đơ cái mặt như cái cơ gì đó. Mấy đứa này nó giành nói mà nó thích chơi, như là mình nói là thích bị cái như là cái nỗi mình nói là cái thú đau thương đó, thích bị sỉ nhục. Những người không thích bị sỉ nhục họ đã bước ra khỏi căn nhà đó rồi, còn lại là những thằng hèn đang ở trong căn nhà đó thôi. Và sau này anh đi vạch ra từng bộ mặt cho mọi người thấy cái điểm nào của những thằng này, của những thằng hèn này nó đang lừa gạt cộng đồng mạng, lừa gạt cái coi như là ăn mày tình thương của của mạnh thường quân, của cộng đồng mạng. Không có một người nào tốt cả,
Andy sẽ có dẫn chứng cho hết sau này từng nhân vật, chứ không phải là mình lên đây mình nói là mình nói những người này á, mình nói oan cho họ hay là mình ganh ghét gì họ. Có gì ganh ghét? Những thằng là đi bám hàng Cali có gì để mình ganh ghét hả? Chả có gì để ganh ghét ngoại trừ cái miệng miệng mà cô ta làm cho mình thấy ghét, cái miệng cái gì là cũng miệng hổn đó. Ok, thì ngày hôm nay đầu tiên thì sẽ nói về cái vấn đề của cái này một chút xíu cho mọi người cùng share. Thì không biết là mọi người có thấy Andy mới post lên một trên cái community cái gì tab cộng đồng của Andy về mọi những cái comments trên cái kênh của một cái chị là Helen Bacali. Thì Andy thấy nó rất là tồi tệ. Để Andy mà để Andy share cái kênh này lên trước cái đã rồi cho mọi người thấy sẽ thấy. Thì trước đây á, chị này lớn chút xíu ha, để mình nói chuyện nó dễ. Cái chị này chị là người làm từ thiện tại Bắc Cali. Thì chị trước đây không có làm YouTube, chị không quay, nhưng mà trong cái nhóm từ thiện Bức Sen của chị này đó thì chị đã làm rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại cho đến thời điểm này thì chị bắt đầu chị làm YouTube. Thì cái cách của mỗi người sẽ làm việc khác nhau. Bên đây Andy cho đến thời điểm này Andy cũng không thấy họ kêu gọi từ thiện cho một cái trường hợp hoàn cảnh nào hết. Họ không lạm dụng những người này để kêu gọi tiền. Thì mình cũng vào xem và ủng hộ cho chị, bởi vì chị đã có những cái mình nói là bề dày về làm từ thiện. Thì mỗi người sẽ có một cái cách làm từ thiện. Miễn sao mạnh thường quân họ được vui vẻ vui lòng để ký gửi trao gửi cái niềm tin đến. Thì khi mà anh đi vào trong cái kênh này đó, mọi người biết không, đi xuống dưới đây thì anh đi thấy có rất là nhiều comments ở dưới đây. Họ chửi chị này rất là nhiều, họ chửi kinh khủng lắm. Bên cạnh đó thì những người mà chửi đó là khán giả của hàng Cali cũng như khán giả của bà Hương Tô Hú. Thì vào đây chửi chị này, chửi rồi nói này nói kia, mọi người có thể vào đó đọc trong cái video mới nhất của chị, ghi như là ba mảnh đời một câu chuyện về người Việt vô gia cư. Thì chị có quay với anh Quyền và chị giúp đỡ cho thêm hai trường hợp khác nữa. Thì những cái đám này nó vào nó chửi kinh khủng lắm. Nhưng mà tất cả những khán giả mà của Andy, những khán giả nào đang trên kênh Chánh Nghĩa đi qua bên họ đi đến, họ cũng comments, bởi vì Andy có share ra cái video của chị tuần cuối tuần vừa rồi. Họ nói chuyện rất là tự trọng, họ rất là những cái comments của họ là comments đóng góp xây dựng, giống như mình nói là lời khen chúc mừng chứ họ không. Sorry. Tự nhiên này muốn hát gì. Hết rồi. Đứa nào nhắc á, đang nói tới nó là chắc nó nhắc á, chắc thằng cúp điện quên kêu nó vào đây, nó không cần có kêu đâu, nó ngồi đây sẵn rồi. Thì Andy thấy á, đây Andy đã thấy lại rồi, không biết sao lúc nãy nó không hiển thị. Thì mọi người thấy tất cả những người này họ vào đây họ chửi, họ nói chị này là đặc biệt có một cái nick MyPurse1979 này, trước đây á cũng là một khán giả bên kênh của Andy, nhưng mà những đầu óc của những người này thì họ không có được tốt, họ chỉ có, họ rất là sân si và họ mù quáng. Thì họ viết một cái như vậy, viết một cái comment như vậy: não quyền đã bị thuốc điều khiển, cùng những người tâm địa độc ác lợi dụng cái nghiện ngập của quyền làm đề tài câu view câu like đó. Thì cái cô này có lẽ là cái cô đi à, viết cái comment như vậy. Thì mọi người có thấy không, chính nó chửi ai? Người ta đi làm nó giống như là hàng Cali buông ra là người khác không hề giúp được, giống như là hàng Cali hay là Hương quay tới quay luôn người ta không sao hết, mặc dù đi dí người ta để mà tìm mà để sỉ nhục người ta. Nhưng mà cái bọn này vô nó não quyền đã bị thuốc điều khiển, tại sao nó không nói cái câu đó với hàng Cali, nó không nói với bà Hương, thấy không? Chính nó đang chửi vào những người đó, nó biết được những người này não họ đã có thuốc rồi, không? Nhưng mà những người tâm địa độc ác đang lợi dụng
cái nghiệt ngập quyền để làm đề tài câu like câu view. Đó là con Hằng và bà Hương hàng ngày dí theo những người vô gia cư này mà không hề giúp được bao nhiêu. Đúng không? Nó đi tới kênh của người ta, nó nói như đúng rồi gì đó, nhưng mà nó không nhìn lại cái đống rác ở trên đầu của nó đang tôn thờ cái đống rác trên đầu của nó. Nó không biết. Và tất cả những cái đám khán giả của nó ở trên đây á, đều khán giả của Hằng Cali cũng như bà Hương á, là đi qua đây chửi người ta rất là thầm tệ. Thì Andy cũng nghĩ á, thiết nghĩ rằng nếu như chúng ta Andy không kêu ai sẽ ủng hộ cho kênh nào hết, và Andy cũng không có biết cái chị Helen Park Cali này là Helen Phạm Cali này là trước đây. Andy chỉ có xem thôi, Andy chỉ xem những người làm YouTube từ thiện, người nào làm tốt thì mình xem, trước mắt bây giờ là mình xem thôi, chứ mình cũng không có ý kiến gì, mình chỉ chúc mừng họ, mình chỉ mong muốn họ làm được những cái điều tốt cho xã hội này, đó là những gì mà tất cả mọi người mong muốn. Chứ không phải rằng khi mà thấy Hằng Cali buông ra là những người này không được ai được quyền giúp hay sao? Nó đâu có giúp được cho ai đâu. Nó giúp cho bản thân của nó, lợi cho cái kiếm lợi từ những cái thước phim cho bản thân của nó. Không, nó không hề giúp được ai mà thành công hết trên người cả. Thì những người này bây giờ họ kiếm tới, họ cho miếng ăn manh áo. Thì trong đó họ nói rất là nhiều, họ nói rằng chị này á, tại sao mà đôi hai ba lần cứ nhắc đến một cái nhân vật nào đó là nếu giúp cho anh, đã từng giúp cho anh Quyền rồi thì đừng có chà đạp anh Quyền. Nó vô nó chửi. Tại sao người ta nói cái điều đó ra? Bởi vì cái video trước đó khi mà nói về quay về anh Quyền đó, bọn nó vào chửi rất là nhiều cái chị này. Thì cái chị này tất nhiên từ đó chị phải tìm hiểu anh Quyền này đang là cái gì. Chị phải tìm hiểu chứ. Và chị biết được trời tại sao mà giờ tôi giúp đỡ người ta mà tôi lại bị chửi. Thì ra cái đám mà khán giả của Hằng Cali và một số YouTuber là một trong những cái đám cảnh giới làm việc cho cái đám từ thiện ảo đã bắt Cali đó. Trong đó có Hằng Cực Điện đem video của người ta lên nói về nhân vật của chị Helen này. Anh thì không có coi, như anh Hùng sáng này anh có liếc qua cái tựa đề thì anh thấy có lấy sử dụng và lấy cái tên của chị, cái tên của chị Helen Phạm Bắc Ly này. Thì họ cũng không sợ đâu, họ cũng chả sợ được bay, tại vì người ta làm việc tốt, người ta có cái tâm từ thiện của ta, một cái cách làm của ta có lẽ nó tốt hơn. Không phải là người nào cho tụi nó cũng kêu vô vậy nè, sao không đem Quyền về nhà, sao tụi bay không đứa nào đem về nhà hả? À, thằng Cục Điện nó đang ở một mình, nó có lôi đứa nào về nhà không? Sao tụi bay không đặt câu hỏi như vậy? Không phải đem về nhà là tốt đâu. Mình đem về nhà là mình có giấy phép hay chưa? Hay là mình đang làm chuyện phạm pháp? Mình câu like, câu view họ chưa bị thưa thôi nha. Bởi vì họ còn nghĩ đến cái vấn đề áp lực dư luận đối với họ, cho nên họ không muốn thưa kiện. Chứ họ thưa là họ sẽ thắng đó. Bởi vì cả đám người này họ không được đối xử như con người. Tất cả những đám người này họ đều ở tại nhà hàng Galley, đa phần là phải ở trong cái phòng giặt ở dưới basement. Dưới basement là cái phòng giặt, cái phòng nhà kho ở dưới đó. Họ ở trong cái môi trường á là cái phòng giặt, chứ không phải là họ được ở trong những cái căn phòng hai ba người ở, giống như ông Lộc không ở đâu. Ông Lộc cũng ở như nơi của chính phủ đó, là ông một cái phòng ông có bốn cái giường. Đây họ tất cả họ nằm dưới đất và nằm ngay trong cái phòng giặt, mọi người biết mà, tất cả khán giả coi đều biết cả. Thì có cái gì là tốt hả? Đó không phải là cách giúp, mà giống như mình đang nuôi những mình nó là những cái con chó canh nhà cho mình vậy. Ở trong cái phòng giặt mà được tự hào cái gì gọi là giúp gì? Không có một cái chiến thuật, không có một cái kế hoạch giúp đỡ một ai hết, không có một ai đi làm, sao gọi là giúp? Nhưng mà cái đám này liên tục, bất cứ ai mà giờ quay đến những cái nhân vật của trong nhà hàng Cali bước ra là nó đánh phá ngay lập tức. Trong đó cái thằng mà chó ghẻ đó, cái thằng chó ghẻ, thằng Cúp Điện đó, tao nói mày đó Cúp Điện, mày là cái thằng tồi bại nhất. Mày có bao giờ mày được đi làm từ thiện nhưng để giúp đỡ cho đời chưa? Mày chỉ đi theo để mà cho người ta biết mặt của mày, để lên đây mày đánh phá vào những người này người kia. Mà nói thật sự ra cái người mà tồi bại nhất á, cái người đã dẫn cái thằng Cục Điện này
để lên đánh phá những người làm từ thiện khác. Đó là bà Hương mới là tồi bại. Sau lưng bà Hương là con hàng giật dây. Hôm nay Andy rảnh, sáng nay Andy rảnh, Andy cũng đi xem chỗ này chỗ kia. Chính bà chị của bà Hương đi qua tới cả kinh Yến Nhi này nọ kia, kinh của Yến Nhi, để mà giống như là mình nói vuốt ve cái tồi, cái đám này nó tồi kinh khủng. Nó núp lùm, nó đánh phá người ta. Nó nghĩ rằng không ai biết nó là ai, nhưng mà không làm gì được đâu. Chơi dao nó sẽ đứt tay, cái gì cũng vậy, nó có luật bù trừ nằm trong đó. Ok, cho nên nếu như mà khán giả của Andy, bất cứ ai cảm thấy cái kênh của chị Helen Phạm Bắc Cali nó làm việc có ý nghĩa, Andy kêu nhớ là mình không phải là một cái lời kêu gọi hay bất cứ cái gì nha. Mọi người xem và thấy họ làm từ thiện đúng cách, đúng với cái cảm nghĩ của mình, thì mình vào mình xem để ủng hộ. Bởi vì á, cái xã hội này rất là nhiều người họ làm từ thiện, họ nếu như họ làm sai mình góp ý kiến với họ, bởi vì đất nước tự do mà, mình được quyền mình nói mà, đúng không? Chứ mình đừng có nghĩ rằng ai, mình đừng có từ cái trường hợp của bà Hương với con hàng mình nhìn ra nó tồi như vậy á, nó tệ hại như vậy, làm cho mình cảm thấy như là mình nó bị một cái vết thương, mình không thèm xem những cái kênh khác nữa. Cho nên á, nếu như mọi người thấy xem, thấy hợp nhãn với mình, hợp ý với mình, cảm thấy họ làm việc có tâm thì mình ủng hộ. Vậy thôi, đăng ký kênh, nhớ xem và đăng ký kênh giùm tất, cũng như là đăng ký kênh cho tất cả những anh chị em phản biện, để tất cả mọi người có được cùng chung cái tiếng nói, cùng chung cái sức mạnh, không riêng gì một cái kênh nào cả. Những cái kênh giống như là của mình nói là trong giống như bây giờ Andy được 8-9 ngàn người đăng ký, hay là sau này 20-30 ngàn, thì cũng những kênh khác, nếu mọi người cảm thấy hay, ý nghĩa, vẫn đăng ký hết để mà tất cả anh em có cùng chung tiếng nói, có cùng chung cái sức mạnh, để mà sau này mình còn có thể dẹp đi những cái thành phần xấu nữa. Ok rồi, bây giờ hôm nay Andy thấy cũng vui, bởi vì cũng có khá nhiều anh chị em đầu vào. Rồi bây giờ Andy sẽ đi đến cái phần của Phương VOV. Hôm qua Phương Vi tặng cho Andy một cái video cho nói về cái vấn đề mà ví như là quay xe, Andy quay xe, thì Andy sẽ dạy, hôm nay Andy sẽ giải thích cho Phương VOV thế nào gọi là hai hàng. Bởi vì thầy giáo á, đôi khi thầy giáo không hiểu được cái chữ hai hàng. Thầy giáo ở Việt Nam lâu năm hơn, nhưng mà thầy giáo không biết chữ hai hàng, và thầy giáo nói chuyện rất là dốc láo, rất là dốc láo nha. Chứ không phải là theo cái lời thầy giáo nói là thầy là người chân thật, thật thà gì đó, chất phát gì đó. Người miền Tây đừng lôi người miền Tây vào, người miền Tây không có những cái thứ khốn nạn hay hèn nhiều như vậy đâu. Lên mạng mà còn dỗ ngực xưng tên gốc nguyên quán của mình không được nha. Ok rồi, thì mình mời mọi người lên cùng xem. Người hay hèn, người là kẻ quay xe. Rồi, thực sự mà nói là Phương VV tính cũng rất là thẳng thắn, rất là thật thà. Nhưng mà Phương VV lúc trước này không nói về kênh của Andy làm sao. Vì lúc trước á, là Phương VV có xem kênh của Andy, thì lúc đó là Andy là làm video để bảo vệ kênh hàng Cali. Nhưng mà Phương VV cũng có thấy là Andy có nói là Andy học college, học đại học 2 năm tại Việt Nam, thế này thế nọ, không? Có nghĩa là Andy có sự so sánh. Cắt ngang một chút xíu. Mới mở đầu vô thôi là Phương VV là một người mình nói là gà mờ rồi, mình nói là rookie á, tiếng Mỹ gọi là rookie á. Làm phân tích cái gì, thầy giáo á,
không biết là có lấy ra được cái bằng lấy hết cái bằng sư phạm hay chưa, tốt nghiệp sư phạm hay chưa. Cái đó là em thì không biết nha, có tốt nghiệp sư phạm hay chưa, hay là học nửa chừng lại nhảy mê tiền quá lại nhảy qua cái ngành khác, không được người ta mướn thì nhảy qua mặt khác. Nhưng mà gì nè, Andy chưa bao giờ ở trên đây có ai là khán giả của Andy có nghe bây giờ nghe Andy nói là học đại học 2 năm ở Việt Nam không. Andy không biết cái nếu mà nói em một người mà xem cái chương trình của Andy đó, biết Andy á thì mọi người cũng biết Andy qua đây á là đi học ở bên Mỹ này, đi học high school bên Mỹ này. Andy bắt đầu từ lớp 9 ở bên Mỹ này, nước Mỹ này. Chứ mà hay là Andy học ở Việt Nam, Andy đâu có trình độ, Andy cái tuổi của Andy đâu có trình độ đại học ở Việt Nam. Phương ơi, Phương nói cái gì á, mình nói hay nói là có dẫn chứng đúng không? Phương nói là phải có dẫn chứng, nhưng mà Phương không có biết cái gì hết á. Phương chỉ toàn là có nghe người này nghe người kia, nhưng mà trí nhớ lại kém, trí nhớ rất là kém nha. Cho nên á, đừng nói rằng mình là một nhà phân tích, là một thầy giáo, cái trí không trí nhớ không có, không có dẫn chứng gì hết á. Lấy ra cái dẫn chứng nào, Andy nói là Andy học đại học 2 năm nha, ở Việt Nam. Andy không có học cái đại học nào ở Việt Nam mà cũng chưa tốt nghiệp ở tại Việt Nam nha. Chưa tốt nghiệp cấp 3 tại Việt Nam. Andy tốt nghiệp cấp 3 ở bên Mỹ này và bằng đại học của Andy ở bên Mỹ này nha, chứ không phải ở Việt Nam nha. Ok. Về cái vấn đề mà bằng cấp ở đây, cho nên lúc đó là Phương VV thấy là cái bản chất của Andy là có sự so sánh, đúng không? Cho nên là Phương VV không bao giờ bàn tới kênh của Andy cả. Và cho đến một lúc thì Andy đã làm video nói về Phương VV. Bởi vì Phương VV làm phân tích ở đây là phân tích cái việc làm của chủ kênh, không? Và những cái nào là còn hạn chế, những cái nào mà không tốt, những cái nào mà tốt thì mình khen, không tốt thì mình nói là ok, cái đó làm như vậy là nó không tốt cho người khác, hay là không tốt cho xã hội, hay là không tốt cho bản thân của chủ kênh, không? Cho nên là Phương VV mới nói là mình phân tích, không? Mình phân tích cùng khán giả, và khán giả cũng sẽ comment để Phương VV đọc những comment của khán giả đó, và mình mới bằng cái kiến thức của mình mới là tổng hợp lại là cái vấn đề nào là có khả năng đúng nhiều hơn. Và khi phân tích là phải có dẫn chứng, thì cái đó là hồi xưa là mình học ở trong trường mà mình có làm một cái bài văn phân tích đi, thì mình phải có một cái dẫn chứng cụ thể. Thì Phương VV nói về hàng Cali, có những cái mặt hạn chế nào, thì lúc đó Andy là người bảo vệ kênh hàng Cali, không? Và nói những kênh YouTube khác là YouTube bẩn, không? Thì Phương VV cũng không nói gì hết, bởi vì đó là cách nhận xét của kênh Andy, và Phương VV cũng đã biết được một chút xíu về bản chất của chủ kênh như thế nào, cho nên là Phương VV không bàn tới vấn đề đó. Thì ra là coi như là cái trước đây đó không nói, nhưng mà giờ mới